Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố đoàn kết đất nước. Quý vị thính giả thân mến, các đại cử tri đoàn ở Mỹ đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục để chính thức xác nhận ông Donald Trump là tổng thống thứ 45 của cường quốc này. Cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri diễn ra hôm 19 tháng 12, ngày 20 tháng 12 theo giờ Hà Nội, hơn một tháng sau ngày bầu cử toàn quốc ngày 8 tháng 11 vừa qua. Kết quả chính thức sẽ được công bố trước Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu từ mỗi bang đã được công bố ngay trong ngày 19 tháng 12. Theo đó, tỷ phú New York Donald Trump nhận được 304 phiếu, trong khi đó thì Hillary Clinton chỉ nhận được 227 phiếu. Phát biểu sau chiến thắng, ông Trump cam kết làm việc chăm chỉ để đoàn kết đất nước và sẽ là một tổng thống của tất cả người dân Mỹ. Ông cũng cảm ơn những người Mỹ đã bỏ phiếu bầu chọn ông làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump khẳng định, với bước tiến lịch sử này, chúng ta có thể mong đợi một tương lai tươi sáng phía trước. Ông Trump sẽ chính thức trở thành chủ nhân Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Các bạn vừa theo dõi video Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố đoàn kết đất nước. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.